Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hi Tech Channel nha. Thì trong cái video clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái bộ đồ nhà thần thánh mà các kỹ thuật viên không thể thiếu khi mà đi thi công mạng cho bất kỳ công trình nào. Bạn đi sửa mạng hay đi dò mạng hay đi kéo mạng lên hay là bất cứ gì cũng không thể thiếu được cái bộ đồ nhà thần thánh này. Thì đầu tiên á, không thể thiếu đó là chiếc kìm bấm đầu mạng. Kìm bấm đầu mạng này rất quan trọng nha, không có nó thì coi như là khỏi bấm đầu mạng á. Lúc nào bạn cũng phải thủ cái kìm bấm đầu mạng này, giá của nó là 80.000 đến 115.000 tùy vào bạn mua được của đại lý nào hay không. Và lưu ý là kìm bấm đầu mạng này xài sau một thời gian nó sẽ bị bấm không an á, bình thường là chỉ sử dụng trong khoảng 6 tháng là các bạn phải đổi kìm mới nha. Nói chung vật thì không thể nào vĩnh cửu mà. Đó, cái thứ hai á chính là cái keo tuốt đồng mạng. Cái này gọi là dao tuốt đồng mạng nè, nó dùng để làm cái gì? Ví dụ nè, đây là cái đồng mạng của mình nè, các bạn chỉ cần đút cái dây này vô, bạn quéo một đầu, các bạn cắt nó ra, nó sẽ tuốt đi cái đầu dây và các bạn không cần phải dùng kềm tuốt nha. Đó, còn ở cái đây nó sẽ có những cái rãnh, ví dụ các bạn muốn tuốt cái sợi dây nhỏ nhất này, các bạn bấm vô đây, các bạn bấm vô, các bạn tuốt nó ra. Đó, thì cái đó tùy vô các bạn nào chuyên tay á, thì các bạn làm nha. Còn bình thường thì mình vẫn dùng cái kềm mà cắt á, để mình cắt đầu mạng. Rồi, thì hai món bảo vật á, là kềm bấm và dao thì mình đã giới thiệu rồi. Kế đến á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là đầu đo mạng. Đầu đo mạng dùng để làm cái gì? Đầu người ta sẽ dây đầu người ta đây. Hôm qua thì mình có làm một cái ví dụ hướng dẫn là dò dây mạng bị đứt âm tường á. Ví dụ như bây giờ các bạn đang có một sợi dây mạng âm tường và một sợi dây mạng bình thường bị đứt đó, thì bạn dò cái dây bằng cách nào? Bằng cách là bạn lên cái phòng mà bạn đang muốn dò dây, các bạn quấn một đầu này lại, kế đến là bạn sẽ chập hai chân trên dây để biết nó thông mạch hay không. Cái công cụ này là dùng cái công cụ quan trọng nha, dùng để đo thông mạch nha. Ví dụ khi mà nó thông mạch nè, đèn nó sẽ sáng, là để bạn nhận, bạn dùng để đánh dấu cái thứ tự của cái sợi dây. Mà đồng thời nếu mà trong bốn cái dây này bạn đo theo cặp á, mà cái dây nào mà không sáng đèn thì tức là dây đó bị hư. Và cái giải pháp á, là sẽ bấm bốn đầu hoặc là bỏ cái sợi dây đó đi, kéo âm tường lại. Mà kéo âm tường lại thì nó hơi phức tạp nha, thì mình sẽ có một cái clip riêng để hướng dẫn là kéo âm tường lại. Đó, ba món bảo vật mình đã giới thiệu rồi. Món bảo vật cuối cùng mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn á, đó chính là thiết bị đo mạng. Khi các bạn lúc nào đi bấm đầu mạng cũng phải thiếu cái này nha, dùng để đo đầu mạng nha. Cái này nó hoạt động rất là đơn giản, các bạn chỉ cần lấy hai cái đầu dây mạng, các bạn gắn một đầu vào lỗ này và một đầu vào lỗ này. Nếu mà cái mạng nó thông á, thì cả tám đèn nó sẽ sáng lên, còn nếu mà đèn nào nó không chớp thì đèn đó sẽ tắt nha. Do cái thiết bị này mới 100% chưa gắn pin nên mình sẽ không test cho các bạn được. Nhưng mà nếu mà các bạn bấm đầu mạng mà các bạn nghi ngờ là mình bấm không chuẩn hay là bấm nó không chạy á, thì lúc nào đi các bạn cũng phải cầm theo cái bộ thiết bị đo mạng này nha. Cái này là thánh dược nụ á, để trị bệnh nụ á, đứt dây mạng á. Không cầm theo cái này xuống rất là rung nha. Rung ở chỗ là mình bấm xong rồi nhưng mà mình lại không tự tin là mình bấm nó ăn hay không ăn, và rất là tốn rất là nhiều thời gian để ngồi bấm đi bấm lại thử coi là đúng hay không đúng nha. Đó, thì bây giờ mình đã giới thiệu cho các bạn bốn cái công cụ á, mà dùng để mà bất cứ kỹ thuật mạng nào cũng không được thiếu rồi đó. Thì bạn nào coi cái clip này rồi thì vui lòng bấm kênh like và chia sẻ cho Hi Tech Channel nha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.